Cái mít này các bạn, cái mít quá trời cháy luôn, mít siêu cháy luôn các bạn, trầm 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 cái bạn ơi. Chầm chầm luôn. Ui. Không lùm cái góc lại. Cây này cái nó lão luôn. Cái góc nó mới bật góc rồi. Ui. Chính hả? Giờ lấy. Để nhẹ nó đây, để nhẹ nó đi. Ừ. Đâu sao đâu.
trái. Năng cà tới dây điện luôn rồi. Trái cũng khá nhiều quá, mấy trái hư hả? Giới kìa, nhìn nó lớn lắm á. Chắc nhìn lớn luôn mà nó nhanh nó mục như mục kìa mà.
Đây cầm cái ấy này giống rồi Điền ơi. Trong đây nè, nó quằng cái ấy quá nè.
còn chắc được khoảng 3 mét nữa. Trình hình luôn vì có cái xấu. Cái này không có xả vô ra không? Xả, xả không trở về. Cắt ganh xá phách luôn nha. Rồi xong hết nha bạn. Xin kết thúc clip ở đây nha. Hẹn bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cây này đẹp nha bạn. Mình đóng cửa gì cho người ta? Cắt lóng lần ra. Cắt lóng đóng cửa lại, ừ. Quên đó, đóng cửa là chiều không có lấy được đó nha. Đóng cửa lại, chìa khóa rồi có điện thoại, ừ. Có gì đâu, không có em được, không nào.